Chào buổi sáng tất cả mọi người. Chỉ cần qua đêm nay, ngày mai là đã năm mới rồi. Hôm nay nhà sói buổi chiều tối sẽ có cái tiệc ở ngoài đường, ở phía trước nhà ông bà nội sói với hàng xóm. Bây giờ thì ba sói với ông nội đi ra ngoài để đi tìm mua cái máy làm không phải là máy mà là cái kệ làm barbecue, làm đồ nướng như kiểu của nhà sói ấy, cho nhà ông nội. Vì nhà ông nội trước đây có một cái rất là to, nhưng mà cái đấy là nướng bằng bình ga ấy. Sau đấy thì ông nội cho cái đấy đi cho nhà bác Ruthy vì to quá hai ông bà không dùng hết ấy. Nên là bây giờ ông muốn mua một cái nhỏ nhỏ như nhà sói, chỉ trong phạm vi gọi là ông bà dùng thôi. Còn sói với mẹ thì chuẩn bị đi trung tâm mua sắm hai mẹ con thôi ạ. Đi ra Hyperdome là cái chỗ mà hai mẹ con hay đi để mẹ cho ấy ăn bún bò Huế, ăn cho Việt Nam, và đi mua thêm một ít đồ nữa cho em trích, vì hôm vừa rồi, hôm qua đi đến cái không ngon thì họ không có cái cái cuốn cho em ý ở đấy. Nên là hôm nay hai mẹ con đi ra cái không ngon ở Hyperdome để mua cái cuốn cho em trích con nhỉ. Oh, what is that? Giọng kiểu gì ấy? Với lại mua một ít thịt để chiều nay về làm tiệc với mọi người. Nhà sói sẽ mang cái barbecue của nhà sói ra ngoài đường để mọi người ai thích làm đồ nướng thì cho đồ lên đấy để nướng. Nhà sói cũng nướng đồ nướng. Let's go, Rafi. Should we go? Đấy, bảo đi một cái là ra cầm tàu luôn để đi đây. Ok. It's okay. It's not a big deal. You know they stick together. Thấy nó rời ra là khó chịu. Nào để mẹ lấy túi nào. Let's go. You take one. One. Just one. Your favorite one. Con mang một chiếc đi thôi. Để ba chiếc ở nhà chơi. Nào. Mang một chiếc đi thôi. Suy nghĩ gì nữa? Để hai chiếc còn lại ở nhà. Khi nào về nhà thì chơi với cả ba chiếc. Let go. Let go. Okay, let go. Okay. Let mommy close the door, okay? Mẹ đóng cửa nào. Ui. Đóng cửa này. Khóa cửa. Ôi, ô tô của con. Car, Rafi. It's your little car. Put it inside. You don't wanna lose it. Don't wanna lose it. Đóng cửa này. Let go. Đến nơi rồi, hai mẹ con sói tìm được một chỗ đỗ xe cực kỳ mát. Trong bóng râm. Bây giờ hai mẹ con sẽ đi mua hết các thứ đồ đi, để ở dưới gầm xe. Ba sói muốn mua sườn về để nướng tối nay. Mua bây giờ, không thì lát nữa mọi người đi mua kiểu đông ý, tính tiền nó lâu. Mua xong rồi hai mẹ con sói mới đi mua sắm đồ cho em trích và đi ăn trưa. Ui ôi ôi. Rafi. Nào mẹ mua. Mẹ mua peach slice cho sói này ở nhà hết rồi. Ô nhưng mà mẹ không có giỏ hàng ở đây, thôi để tạm dưới này. Tạm ở đây. Hai hộp. Để tạm ở đây. Chào. Chào mẹ chị. Do you want some water baby? Mommy got water for you. There you go. Water? Yeah. No? That's a no then. Không thích à? Không thích thì thôi. Hôm nay mẹ cháu sẽ mua một khay gà nướng. Lâu lắm rồi không ăn gà nướng. Bánh snack cho em sói này. Bánh chuối này. Sói cho thích ăn bánh chuối. Snack. Đợi ra ngoài kia nhá. Ra ngoài kia thì ăn. Mẹ tính tiền đã. Mua cho em ít custard với chocolate custard nữa.
Đây, đây là cái gà nướng mà lâu lắm rồi nhà sói không mua này mọi người nhớ. Một khay gà nướng đặt xuống thế này. Dim sum ăn trưa của em sói này. Cái kia là cái thứ hai sói đánh chén hết một cái rồi ạ. Hôm nay mẹ mua cho sói 4 cái dim sum gà. Mẹ sói thì có bún bò Huế này, bát nhỏ, với lại một cái bánh mì pate kẹp thịt, nhưng mà không ăn pate tại vì là mẹ cháu đang bầu bí không ăn được gan. Pate làm từ gan gà mà con nhở. Thôi sao con lại vứt xuống dưới đất thế nhở, cười quá. Mời mọi người ăn trưa với hai mẹ con sói nhá. Hai mẹ con vừa về đến nhà thì ông nội với ba sói cũng vừa về đến nhà. Mình vừa dọn dẹp đồ mua sắm để vào trong tủ. Ông với lại ba sói lại mua bao nhiêu lượt thịt với lại ngô để chiều nay làm đồ nướng ấy. Ông mua được cái máy làm đồ nướng mới, cái để nấu đồ nướng, cái barbecue, gọi tắt là barbecue nhá. Thì giống y như cái ở bên nhà Lockland có ấy, cái màu xanh to to. Không biết là mình đã vlog lần nào bên nhà Lockland chưa, nhưng đại loại chiều nay mọi người sẽ nhìn đấy. To hơn cái của nhà sói, có cái đo nhiệt độ các thứ nữa. Sói tự mò nước uống đấy ạ. Vừa nãy ở siêu thị mẹ cháu cho cháu ăn một quả táo. Ăn một quả táo đỏ cháu thích lắm. Oh, where's your apple, Ravi? Where's your apple? Where is it? Con còn nóng không? Con muốn bơi không? Muốn bơi không? Hai mẹ con mình xuống bơi đi. Đi. Mẹ trời nóng quá. Mẹ trời nóng quá. Close, Ravi. This one. Hey. Come here. Come here. Hey, hey, you open it. You need to close it. Mở ra mà không đóng vào. Con thật là vớ vẩn. Mẹ cháu ăn quả táo này. Đâu rồi nhỉ? Quả táo của em đâu rồi? Thế xong rồi là em ăn được một nửa quả táo thì hai mẹ con lên xe. À đây, con nửa quả táo đây. Thế là mẹ phải lấy nửa quả táo đi, em gào khóc. Vì là mình không để cho em ấy ăn trên xe ấy. Em ăn trên xe em dễ bị hóc. Mà hóc thì là không thể nào mà dừng xe lại để mà xử lý được. Nên là ở trên xe thì mình chỉ cho em sói uống nước hay là ăn cái gì kiểu mềm mềm thôi. Chứ còn những cái đồ như táo hay là bánh kẹo gì là không bao giờ mình để cho sói ăn trên xe cả. Raphael. Raphael. Dạo này cứ học cái kiểu gầm gừ ở đâu đấy hả con? Ở nhà có ai gầm gừ bao giờ đâu? Hả? Mẹ dọn những cái đồ này cho con xong bây giờ con lại để đây à? Đợi ba một tí nhá. Ba sắp đồ một tí xong rồi nhà mình xuống bơi đi. Bơi cho nó đỡ nóng con ạ. Không biết hôm nay nhiệt độ ngoài trời bao nhiêu nhỉ sói nhá. Ui. Giỏi thế nhá. Mọi người có nhớ hồi cách đây 4-5 tháng em sói ăn táo kiểu cứ cắn miếng xong rồi để quả táo xuống xong lại lấy quả táo khác xong cắn một miếng ấy. Bây giờ chị em biết ăn rồi. Em ăn cả quả luôn. Nhầm. Red car. Yummy. Rafi yum. Bây giờ gần 1 giờ rồi đấy ạ. Em chưa nhụ chưa nhị gì cả. Ở trên xe em cũng không ngủ. Thì xuống bơi này, bơi xong dậy mẹ pha chúa cho em này. Em ra khỏi bể bơi chứ mẹ liệu nó là dậy như kiểu em vừa ngủ dậy. Thế là em chế đi ngủ ngay em nhỉ. Ngủ một giấc ngon lành đi. Xong rồi chiều ra tiệc với các bác hàng xóm. Đồng ý không? Yes. Yes. Yes, Rafi, where's daddy? Where's daddy? What color this one? Yellow. Yellow? Wow, that's the yellow and the red. Sói mà thấy phim hoạt hình Thomas là sói bắt đầu giả vờ tiếng tàu. Xong cứ có cái tiếng gầm ghè đấy, mẹ cháu không hiểu là học từ đâu ra cứ như là dặn ý. Rafael, where's daddy? Where's your daddy? Cô dad. Cô dad. Bim bim. All done? All done. Finish? Are you finished? All done?
Ok, finish. Con ơi ra ngoài đi, ra ngoài cho mát, ở trong phòng con nóng lắm. Mặc dù là mẹ cháu bật quạt rồi đây này. Thế nhưng mà nóng lắm con ạ. Đi ra ngoài đi. What is that daddy there? Dad. Oh, done. Yeah. Okay. Okay. Is that daddy, Ravi? Is that daddy? Daddy in mommy room. Ravi? Can we go find daddy? Daddy in the toilet. Come on. Let's go. Ravi? What's up, babe? Okay. Maybe me and Rafi go over and jump in the pool. Yeah. Yeah. Okay, see you, baby. Mwah. 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 Come on, Rafi. We go and swim in Papa, Nana? No, no, no. Aww, I'm back, I'm back, I'm back. Nào để mẹ thay quần áo cho em xong rồi sang bên nhà ông bà bơi nhé. He wanna go. Dad. You look funny. Rafi, wanna go with dad? Babe, can you take him first? I bring your stuff over. Please. Oh, because I have to help dad lift this heavy thing. Aww. He gonna cry, dad. You, want... you take him. Chạy rất là nhanh. Chạy rất là nhanh. He's alright. Shoes in the car. Shoe in the car. Yeah, your shoes in the car. He can play inside, babe. He's all right. Ba cháu đang nghịch, ba cháu đang đeo kính của ông ấy, trông buồn cười quá. Okay, mommy gonna be over in 1 minute. Okay. Okay. See ya. Hai mẹ con sói trưa nay đấy bảo là sang bên nhà ông bà bơi, xong cuối cùng thì lại quyết định thôi ở nhà bơi. Bơi xong mình giữ cho em sói thức từ lúc đấy đến tận bây giờ là 6 giờ tối, gần 6 giờ tối rồi, 6 rưỡi thì tiệc giao thừa của nhà sói với hàng xóm sẽ bắt đầu ở ngoài đường. Nên là mình giữ cho em sói thức ấy, để một lát nữa ra ngoài đấy em chơi với các anh chị em mệt rồi thì là mình sẽ mang xe đẩy ra và cho em tu tí sữa, thì em sẽ nằm tu tí sữa, ba mẹ có thời gian để ngồi chơi với các bác hàng xóm. Bây giờ hai mẹ con ngồi đây ăn nho. Sói đang mệt đấy ạ. Nào để mẹ để lên đây đã nào. Hai mẹ con cháu ngồi đây ăn nho này, nghỉ ngơi một tí này. Sau đấy thì sẽ ra ngoài đường chơi với các anh để ba sắp xếp bàn ghế. Come on, let's go. Ngồi ra ngoài phòng khách này cho mát con. Hai mẹ con cháu vừa FaceTime với bà ngoại. Nói chuyện với bà ngoại lâu. What's wrong? Come here, come. Mommy gonna sit here too. Come on, sit here. Yum. Sit down. Sit down. Sit on your bum. Sit down. Ui trời ui, nóng quá, nóng quá. Nóng quá thôi. 6 rưỡi tối, 6 giờ tối mà ngoài trời vẫn còn nắng chang chang ạ. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Sói hôm nào mà không có giấc ngủ trưa là đi ngủ tối rất là sớm. Chứ còn trưa nay mà em ngủ thì tối nay em gọi là phá, em chạy ở ngoài đường, mẹ không có thời gian. Ba mẹ là sẽ không có thời gian ngồi để mà nhâm nhi, để mà buôn chia lê với các bác được. That one? Okay. Okay then. Wow. Well done, Rafi. Well done. Well done. Well done. Well done. Ăn hết lại quay ra nhặt miếng nho ăn. Xong lại chơi tiếp ạ. What's this one? Thomas. Thomas. Sit down. Sit down. Do you wanna sit down? Doot doot. Con ngồi xuống. Ngồi xuống này. Sách của con này. Oh, Rafi, what's this one? Square. Raphael, sit down.
Ba cháu đang tranh thủ chơi điện tử một tí đấy. Ba cháu chơi điện tử một tí xong rồi ba cháu ra ngoài kia xếp bàn với ông nội. Hôm nay tiệc giao thừa đón năm mới sẽ được diễn ra ở trước cửa cái chỗ thảm cỏ trước cửa nhà ông bà cháu. Nào con, ra đây ngồi. Rafi. Oh no, it's broken. Rafi, it's broken. Doesn't work anymore. Can you fix it? Bob the Builder, can you fix it? Uh-oh, it's broken. It's broken. It's broken. Có một số bạn hỏi là em sói dạo này trông gầy hơn hay sao ấy, trông ốm hơn hay sao ấy, thì là bởi vì em ấy đang dài ra đấy ạ. Em không phát triển cân nặng mà em phát triển chiều cao, với lại là em vẫn chơi chạy nhảy bình thường, không có vấn đề gì hết. Xem lại những cái ảnh lúc sói hồi bé thì mặt phị ra không thấy cổ đâu. Oh oh, be careful. You alright? Baby, you okay? Are you okay? Rafi? Rafi? Are you okay? Okay. Are you okay? Okay? Trả lời mẹ. Answer mommy. Are you okay? Okay. You okay? Mọi người để ý mà xem, tay chân em là dài ra. Bây giờ nhìn thấy cổ em rồi, chứ còn hồi bé là nhìn thấy phúng phính là không thấy cổ đâu cả. Hai cằm, bây giờ vẫn hai cằm. Đến cái độ tuổi này, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, trẻ con thường là không tăng cân nhìn thấy rõ rệt đâu. Mọi người, các mẹ mà có lo lắng vấn đề cân nặng của con ấy thì cứ để ý xem là con có cao lên không này, con có đùa nghịch chơi đùa năng động nhiều không này. Nếu như mà con vẫn cao lên và vẫn năng động đùa nghịch thì không có vấn đề gì mà phải lo lắng về vấn đề cân nặng của con cả. Rafi, Rafael, nhìn thấy ba, nhìn thấy ba. Ôi trời ơi. Thôi nha, con tự chơi, mẹ ngồi mẹ nghỉ đây. Mẹ nghỉ ngơi đây. Còn mình thì bây giờ thì mình sẽ ngồi đây ăn nho đợi ba sói. Ba sói chắc là đi vào đi tắm. Vì vừa nãy sang bên nhà ông bà nội giúp ông nội lắp cái bếp nướng xong ấy, thì ba sói về nhà là chưa tắm rửa gì cả. Người bụi bặm đen thui lùi ra. Với cả là từ vừa nãy đến giờ mình cứ ngồi nghĩ mãi, bảo là gọi cái barbecue đấy bằng tiếng Việt là cái gì, thì bây giờ mình đã tìm ra cái tên đấy, là gọi là cái bếp nướng là chính xác nhất. Lý do vì sao mà mình cứ nghĩ mãi, bởi vì là trước đây mình cứ hay gọi là cái máy làm barbecue, mọi người có nhớ không? Thì kêu gọi là cái máy thì nó không đúng rồi, vì là nó chẳng có cái động cơ gì cả mà để gọi nó là cái máy cả. Ủa, nghĩ mãi để gọi nó là cái gì nhở. Thế xong rồi mới nhớ ra nó là cái bếp. Gọi cái bếp là chính xác nhất. Không biết là hôm nay ông nội có dùng cái ông nội có dùng cái bếp nướng mới của ông để mang ra đường cho mọi người không? Nếu như mà ông không dùng bếp mới của nhà ông thì sói, nhà sói lại mang cái bếp của nhà sói ra. Sao hả con? Ôi sói, sói cầm sách đến rectangle. Yeah, rectangle. This oval. Triangle. Stick. Straw. Straw. Cầm sách đến để bảo mẹ chỉ, để dạy em nhé. Ôi dồi ôi, dí tay mẹ vào sách nào. Come on Rafi, look. Okay, come here, we can learn some shapes. Come on, go. Square. Square. Rafi, con cầm sách đến đây bảo mẹ chỉ cho xong con lại không đọc à? Square.
rectangle, triangles, ovals. Now, con đọc như nào nhỉ? Màu gì đây? What color is this? Brown. Buffy? Brown. That's the car. Cầm sách đến, kéo tay mẹ đặt vào sách, đứng một lúc, thế xong cuối cùng bây giờ lại thờ ơ thế đấy. Cái sách này thì có là 4 hay 5 quyển gì đấy đi cùng với cái con khỉ kia của sói kia. Con khỉ kia của sói là cái con khỉ để nó nói được ý. Xong nó có các cái bài để dạy em bé tập nói này, theo những cái quyển sách này. Màu này, hình khối này, chữ này. Yes baby. Don't you think it's gonna be hot? So why are you wearing it then? Ra ngoài đấy sẽ nóng mà. Ba mặc áo sơ mi làm gì? Con nhỉ? Just wearing t-shirt, honey. T-shirt or polo shirt? Nhờ con nhỉ? Ba chỉ cần mặc áo phông bình thường hoặc là áo phông có cổ thôi cũng được. Ôi giời ơi. Ba Phi, nào để mẹ cháu vào chọn áo cho ba cháu nào. Ba sói với sói ra ngoài rồi. Mình vừa chuẩn bị một cái khay đồ ăn nhỏ nhỏ này để mang ra ngồi ăn uống với mọi người. Ba sói vừa mới nói là không, tối nay không làm đồ nướng. Nên là mình chỉ mang đồ gọi là ra để ăn, gọi là ăn vặt nhâm nhi thôi. Không biết là mọi người mang đồ gì ra. Đồ ăn vặt nhâm nhi thì có đây. Hi hi, corn chips. Salsa là cái loại rau củ quả mà mẹ sói hay làm hay ăn. Hạt điều, olive, cái này là artichoke. Thì mình gọi là gì nhỉ? Artichoke. Còn cái này là sunrise tomatoes. Cái này thì mình không biết dịch ra tiếng Việt nó là cái gì, nhưng mà nó làm từ một loại từ một cái bông hoa hay sao ấy. Còn đây là cà chua sấy khô, phơi khô với lại dầu ô liu. Đấy, mình chỉ mang cái này ra ngoài thôi. Mỗi người mang một đĩa đồ ăn nhỏ nhỏ ra ngồi, chủ yếu uống là chính ấy mà. Phải đậy lại bằng cái giấy cuốn đồ ăn này để cho nó không vướng bụi vào đã. Thì mới mang ra ngoài được. Đấy, đậy điện rồi này. Mình sẽ mang cả một gói bim bim này ra nữa. Để ngồi nhâm nhi, em sói cũng thích ăn cái bim bim này mà. Vừa nãy nhìn gương thì mới thấy là mình mọc một cái mụn ở đâu nhỉ? Ở đây. Với cả một cái vết đỏ đỏ trên má nữa. Không nhớ là ở bên nào nữa, nhưng đại loại là trời nóng quá, ăn nhiều đồ cay quá. Nhưng mà không sao hết, mọi người biết là mẹ sói có một cái kem trị mụn gọi là siêu đặc biệt rồi, nên là ngày mai ngày kia là sẽ biến mất, không còn vết tích gì cả. Bây giờ thì tạm thời mình sẽ cất máy quay đi và ra ngoài đường ngồi với mọi người đã. Còn không biết là mình có thời gian để mà vlog ở ngoài đấy chia sẻ với mọi người không, nếu như mà mình mải mê ngồi nói chuyện buôn dưa lê với mọi người. Nhưng đại loại là mình muốn nói lời chúc mừng năm mới gửi tới tất cả mọi người, tất cả bạn bè của nhà sói, gửi tới ông bà ngoại của sói, gửi tới gia đình của sói ở Việt Nam và những người bạn trên YouTube của nhà sói. Chúc mọi người một năm mới thật là vui vẻ, thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc và thành công hơn nữa trong năm mới sẽ tới với tất cả mọi người. Mình phải chúc trước vì là lát nữa ra ngoài đấy thì chắc là nhà sói sẽ ở ngoài đấy cho đến khi mà mọi người đếm ngược để đón giao thừa ấy, sau đấy thì mới về nhà. Thế nên là sẽ không chúc được mọi người vào đúng cái giờ đấy. Hẹn gặp lại mọi người sau cái bữa tiệc này nhá. Bắt đầu bắn pháo hoa rồi, từ nhà sói cũng nhìn thấy. Pháo hoa chào năm mới ở công viên. Wow! Wow! You see that, Rappy? You see that? Tối quá không nhìn em rồi. Yay! Firework, Rappy. Wow! Wow! Wow, red! Yellow red again! Wow, is that beautiful, Rafi? Happy New Year! Wow! It's
is that nice? Wow. Thích không con? Hai mẹ con sói quay về nhà để em sói chuẩn bị đi nụ đây ạ. À, vì sói buồn nụ. Tối quá không nhìn em sói. Sói buồn nụ quá. Thế là sói ngồi xe đẩy, sói nói home, mommy home. Nên là mẹ đưa em về nhà đây. Còn ba với mọi người thì vẫn đang ngồi dưới kia. Ui, tối om rồi, thôi không nhìn thấy gì nữa rồi con này. Pháo hoa bắn cũng phải được 15 phút rồi. Yeah, home. Okay, we go home. Home. Night, night. Okay. Sói muốn về nhà đi nụ rồi đấy ạ. Tap tap tap. Tap tap. Happy say happy new year. Tap tap. Tap tap. Oh. Yeah. Tap. Home. Tap tap tap. Home. Hum. 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 Wow, nay nay. Mẹ con sói gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả mọi người. Bây giờ thì chắc chắn là mình sẽ dừng vlog ở đây để cho em sói đi ngủ và mình cũng sẽ đi ngủ sớm. Ba sói vẫn đang ngủ ngoài kia với ông bà nội và mọi người. Mình thì không thể nào mà ngồi với mọi người được vì em sói ngủ thì mình phải ở nhà để trông giùm sói. Như mọi người biết là em bé ngủ ở nhà thì bao giờ cũng phải có người lớn ở trong nhà. Mình với em sói có kịp nói chúc mừng năm mới với mọi người trước khi quay về đây rồi. Một lần nữa thì chúc mọi người có một đêm đón giao thừa Tết Dương thật là vui vẻ, thật là tràn đầy niềm vui và hạnh phúc mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người vlog ngày mai. Bye.